Devanagamagetika Punyang no anumodam tuti rang rakham tu Punyang no anumodam tuti rang rakham tupa Punyang no anumodam tuti rang rakham tu no sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đau mầu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước tôi hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được gầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phúc quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, để nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng nô nha thi năng hô tu su phi ta hôn tu nha ta vô. Cầu mong phước thiện này thành tựu đến thân hữu của chúng con. Cầu mong họ hoan hỷ được an lạc lâu dài. Y đăng wa ta mô vùn nhằn à sa hòa kha già quá hà hồ tú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để giúp khỏi những điều ô nhiễm. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, chúng con xin thành kính tri ân sư ngài Chí Đức và sư Pháp Trang đã quang lâm vào đạo tràng. Cảm ơn sư Pháp Trang đã truyền tâm quy và ngũ giới, và để chúng con xin những cái phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, chúng con xin dâng đến tất cả các chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp của Đức Phật Gautama, ngài được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Con xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài, quý vị được an vui, tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Bụt Tha Giá. Cũng do quả phước này cùng trợ duyên để đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Và con đã thay mặt đạo tràng đọc kinh Tam Bảo, xin thọ trì tam quy và ngũ giới, và có gì sơ xuất xin sư Trí Đức, Pháp Trang và toàn thể đạo tràng thứ lỗi cho con. Và con xin xuống nick ạ. Dạ, con xin dâng nick đến cho ngài Trí Đức.
Nam mô Bụt Thầy dạ, Nam mô Tham Mai dạ, Nam mô Sân Khai dạ. À, kính lễ Đại Đức Pháp Giang, kính chào cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 420. Có phải không ạ? Câu Phật ngôn 420, đúng ạ. À, trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Ratanatayasawandamit Uthomahesi arhang thathagato lo kutamo Như Lai giác ngộ pháp màu, này bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng, tư đế, Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dâng lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ yá tá sát sát tu nô lô ca nó mình tha sá quý nà ca rô phô sá bà nhô bút thập bất đi phù thí sanh nhá tô quần đà má hành tầng nó ra phù. Cái này giác cần pháp bảo quý như ánh vàng, như là soi sáng vẹt màng vô minh phai tan lầm lạc dũng sinh đầy dòng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khổ với số thổ số căn ta sẽ sao quá khổ sẽ khả số cả mồ quá ra thầm mà sẽ khắc khổ niệm đà với sân xa đi an à đa rồ quá rồ hoàn đà mà hành tầng nó ra phù. Cha này giác cần tăng bảo tinh văn Phật đà tâm học môn rõ đem mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hỷ đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratana taya te che na sikha me e tuva thanang ta sa vi a lu pa we na sa ha sa ye na se cha tu. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy dạ. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 420. Yasagatin na cha nanti. Câu số 2. Deva gần thấp bát ma nu sa. Deva gần thấp bát ma nu sa. Deva gần thấp bát ma nu sa. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Yasagatin na cha nan ti deva gần thấp ba ma nu sa ya sa ga tin na cha nan ti de wa gan thap ba ma nu sa ya sa ga tin na cha nan ti de wa gan thap ba ma nu sa. Câu số 3, câu số 4. Khi na sa wang arahan tang khi na sau hoàng arahan tăng khi na sau hoàng arahan tăng khi na sau hoàng arahan tăng tamahang pru mi brahmanang khi na sau hoàng arahan tăng tamahang pru mi brahmanang. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới với hai cách đọc ha. Yasagatin na cha nan ti deva gan thap pa ma nu sa ki na sa vang arahan tang tam hang pru mi bram ma nang
Ya sa la tin na cha nan ti de wa gan tha pa ma nu sa ki na sa wang a ra han tang na tam hang pu mi pram ma nang Ya sa la tin na cha nan ti de wa gan tha pa ma nu sa ki na sa wang a ra han tang tam hang pu mi pram ma nang Lập thứ hai Yasagatinnacchānantideva-gantha-pamānusā Kīnāsa-vaṅ-arahantaṁ-tamahaṁ-prūmi-brahmanāṁ Yasagatinnacchānantideva-gantha-pamānusā Kīnāsa-vaṅ-arahantaṁ-tamahaṁ-prūmi-brahmanāṁ Như vậy thì câu 420 chúng ta có hai cách đọc. Một cách đọc là đọc liền một hơi. Cách thứ hai là chúng ta dừng lại cuối câu số 2. Bởi vì cuối câu số 2 là một trường âm. Cho nên chúng ta có thể đọc một cách dễ dàng. Một lần hai câu ha. Yasagatinnacchānantideva-gantha-pamānusā Chỗ xa này chúng ta dừng lại. Và cách đọc này thì tương đối dễ đọc hơn là chúng ta đọc nguyên một câu. Đó là giọng kinh. Bây giờ qua giọng kệ, một câu 8 từ thì chúng ta chia ra làm hai. Còn một lần thì chúng ta đọc hai câu ha. Chứ đừng có đọc từng câu một ha. Yasagatin na chayanti deva ganthap bamanusta Kinasa vang arahantang tamahang pru mi brahmanang Yasagatin na chananti deva ganthap bamanusa kina sawang arahantam tamaham pu mi brahmanang yasagatan na chananti deva ganthap bamanusa Kina sawang arahan tang ta mahang pru mi manang. Với ai, loài trời, người cùng với càng thác bà, không biết chỗ thọ sanh, lậu tầng bậc la hán, tại bà la môn. Rồi, xin mời Sĩ Mê Ta, Sĩ Kim, Sĩ Kim Nhung, Sĩ Thanh Hoàng. Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang cùng chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin trả bài câu pháp cú 420. Yagatin na cha nan ti de wa gan thap ba ma nu sa khi na sa wang arahan tang tamahang pru mi brahmanang. Con xin vinh phân tích câu 1 và câu 2. Yas trường âm nhấn, xá, gá là hai đoạn âm, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, cha trường âm thông thường, nanh trường âm nhấn, tí đoạn âm, đê qua là hai trường âm thông thường, ganh là hai trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, nú đoạn âm, sa trường âm thông thường, yat sa ga tình na cha nan ti đề hoa gan thập ba ma nu sa. Con phân tích câu 3 và câu 4.
Khi na là hai trường âm thông thường, xá đoạn âm, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á rá là hai đoạn âm, hành trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pro trường âm thông thường, mí đoạn âm, brum trường âm nhấn, má đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Khi na sa văn a ra hành tăng ta ma hăng pro mi brum ma năng. Dạ, con xin đọc lại hết bài. Yat sa ga tình na cha nan ti đề hoa gần thấp ba ma nu sa khi na sa văn a ra hành tăng ta ma hằng pru mi brahm ma năng yat sa ga tình na cha nan ti đề hoa gần thấp ba ma nu sa khi na sa văn a ra hành tăng ta ma hằng pru mi brahm ma năng. Dạ, con xin kể. Yat sa ga tinh na cha nan ti đề hoa gan thập ba ma nu sa khi na sa văn a ra han tăng ta mang pru bi brahm ma năng. Với ai? Loài trời người cùng với càn thác bà không biết chỗ thọ sanh lậu tận bậc la hán ta gọi bà la môn. Đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Là con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con kính mời cô Kim ạ. Đóng mặt rồi. À, con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Chưa chị nghe rõ hả? Âm thanh tuyệt vời. Con xin trả bài kinh Pháp Cú câu 420. Con đọc ạ. Yat sagatin na cha nan ti de wa gang thap ba ma nu sa khi na sa wang arahang tan tamahang ro mi ram ma nang. Yat sagatin na cha nan ti de wa gang thap ba ma nu sa khi na sa wang arahang tan tamahang ro mi ram ma nang. Phân tích câu 1, câu 2. Yat trường âm nhắn, xá gá hai đoạn âm, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, cha trường âm thông thường, nanh trường âm nhắn, tí đoạn âm, đê qua hai trường âm thông thường, ganh thấp hai trường âm nhắn, bá đoạn âm, ma trường thông thường, nú đoạn âm, xa trường âm đọc ở xa trường âm thông thường, nú hay nhú ta, sao cũng được. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Yasagatin na cha nan ti de wa gan thap ba ma nu sa khi na sa wang a ra hành tăng tamahang ro mi ma na khi na hai trường âm thông thường, xá đoạn âm, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á rá hai đoạn âm, hành trường âm nhắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhắn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Khi na sa văn a ra hành tăng ta ma hằng ru mí râm ma năng Yasagatin na cha nan ti de wa gan thap ba ma nu sa
khi na sau hoàng a ra hằng tần tam hằng rồ mi rầm ma năng giá sa ga tình na cha nành ti đề hòa gần thấp ba mà nu sa khi na sau hoàng a ra hằng tần tam hằng rồ mi rầm ma năng giá sa ga tình na cha nành ti đề thập ba manusa ki na sa wang a ra hằng tan ta ma hằng ro mi ram ma năng ya sa ga tin na cha năng te đề wa gang thập ba manusa ki na sa wang a ra hằng tan ta ma hằng ro mi ram ma năng giới ai loài trời người cùng với càng thắc bà không biết chỗ thọ sanh lậu tận bậc la hán ta gọi bà la môn. Đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Thầy coi trời ơi, thấy rồi, ba cái bông hướng dương vàng khè tím nhạt, chắc là không có chuyện gì đâu phải không sư? Không có chết chắc nha sư. Vậy được rồi, con cảm ơn sư nha sư. Và cảm ơn quý vị cho bông hoa tùm lum tùm hoa rồi vỗ tay vỗ chân nữa. Vậy thôi con xong bổn phận con rồi nha. Con mời cô Hồng Thị Kim Nhung nghe. Rồi ba. Alo alo ạ. Dạ con kính lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ sư Trí Đức, con kính lễ sư Pháp Trang, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng, cho con biết tín hiệu nghe rõ. Xin đọc câu Yasaga tình na cha nan ti đề hòa gần tháp ba mà nu sa khi na sa hoàng a ra hằng tằng ta ma hằng pro mi pram ma năng Yasaga tình đề hòa gần tháp ba mà sa hoàng Arahant Amahant Promi Brahmanang. Với ai loài trời người cùng với càn thác bạc không thọ sanh lộ tận bậc La Hán gọi môn, là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Yas là trường âm nhấn, xá gá là hai đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, nan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đê qua là hai trường âm thông thường, gan thấp là hai trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, sa là trường âm thông thường. Yasaga tình na cha nan ti đề hòa gần thấp ba mà nu sa. Khi na là hai trường âm thông thường, xá là đoạn âm, quang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á rá là hai đoạn âm, han là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yasaga tình na cha nan ti đề hòa gần thấp ba mà nu sa khi na sa hoàng a ra hàn tằng ta ma hằng pro mi pram ma năng. Con xin kệ ạ. Yasaga tình na cha nan ti đề hòa gần thấp ba mà nu sa khi na sa quang a ra han tăng ta ma hang pro mi pram ma năng ya sa ga tinh na cha nan ti de wa gan tham ba ma nu sa khi na sa quang a ra han tăng ta ma hang pro mi pram ma năng với ai loài trời người cùng với càn thác bà không biết chỗ thọ sanh lộ tận bậc La Hán ta gọi bà La Môn, là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ con kính tri ân sư, kính cảm ơn đạo tràng. Thân mời Thanh Hoàng ạ. Dạ con xin xuống mic.
Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu, con xin đọc câu kinh Pháp Cú 420 ạ. Yasaga tình na cha nan ti đề hòa gần tháp ba na ma nu sa khi na sa hoàng arahan tăng tamahang ru mi brahma nang Yasaga tình na cha nan ti đề hòa gần tháp ba ma nu sa khi na sa hoàng arahan tăng tamahang ru mi brahma nang. Dạ, con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Yasaga tình na gạc cha nằm ti đề hòa gần tháp ba mà nu xà. Yas là trường âm nhấn, xá gá là hai đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Ná là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, năm là trường âm nhấn, tí là đoạn âm ạ. Qua là hai trường âm thông thường, gần tháp là hai trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, sa là trường âm thông thường. Yasaga tình na cha nam ti đề hòa gần tháp ba ma nú sa. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Khi na sa quang a ra hành tăng ta ma hằng ru mi brahm ma nằng khi na sa hoàng arahant tăng ma ha ta ma hằng ru mi brahma nang. Khi na là hai trường âm thông thường, xá là đoạn âm, quang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á rá là hai đoạn âm, han là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, bram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con đọc lại cả bài. Yasaga tình na cha nan ti đề hòa gần tháp ba ma nu sa khi na sa hoàng arahant tăng ta ma hằng bru mi bram ma nang Yasaga tình na na cha nam ti đề hòa gần tháp ba ma nu sa khi na sa hoàng arahant tăng ta ma hằng bru mi bram ma nang. Với ai loài trời người cùng với càn tháp bà không biết chỗ thọ sanh lậu tận bậc la hán ta gọi bà la môn. Con xin kể. Yasaga tình na cha nan ti đề hòa gần tháp ba ma nu sa khi na sa quang a ra han tăng ta ma hang ru mi brahm ma nang Yasaga tình na cha nan ti đề hòa gần tháp ba ma nu sa khi na đệ sa quang a ra han tăng ta ma hang ru mi brahm ma nang. Dạ, con đã đọc và kệ xong, con có sai con xin ngài và quý đạo hữu sửa cho con. Xin mời thiện vũ, con xin xuống mic. Alo, 123 123. Xin thiện vũ chờ chút ha. Chị Thanh Hoàng hôm nay tiến bộ, phân tích chính xác, kể cũng hay. Nhưng mà trong cái giọng kinh á, chị Thanh Hoàng chú ý câu số 2 ha. Đề hòa gần thóc ba mà nu xà. Thì ở đây chị Thanh Hoàng trong hai trường âm nhấn thì chỉ nghe được chữ ganh thôi, còn thấp ba ma nu xà thì chữ thóc này đọc quá nhanh. Trường âm thì chúng ta phải đọc nó kéo dài ra ha, chứ không phải là ganh thấp ba ma, mà phải là ganh thấp ba ma nu xà ha. Thì Sư Thanh Hoàng chú ý chỗ này tí, chậm lại một tí. Đề hòa gần thóc ba ma nu xà ha, chú ý chỗ này chữ thóc phải kêu dài ra. Còn nếu mà Sĩ Thanh Hoàng đọc nhanh quá thì giống như đó là một đoạn âm
Chỉ có cái này thôi, nhưng mà như vậy là cũng tiến bộ rất là nhiều. Phân tích thì chính xác, giọng kệ thì cũng hay. Rồi, chú ý ha, mời sư Thiền Vũ. Dạ, con xin kính thành lễ sư Trí Đức, con xin kính thành lễ sư Pháp Trang, con xin kính thành lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 420. Yat saga tình na cha nan ti đề hoa gần tháp ba ma nu sa khi na sa hoàng arahant tăng tama hằng ru mi ram ma năng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Yat trường âm nhấn, xá gá hai đoạn âm, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, cha trường âm thông thường, năn trường âm nhấn, tí đoạn âm, đê qua hai trường âm thông thường, gan tháp đê qua gan tháp ba ma nu sa. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Khi na hai trường âm thông thường, xá đoạn âm, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á giá hai đoạn, hăn trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bru trường âm thông thường, mí đoạn âm, rằm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Khi na sa quang arahant tăng tamahang ru mi ram ma năng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 420. Yat saga tình na cha nan ti đề hoa gan tháp ba ma nu sa. Khi na sa quang arahant tăng tamahang ru mi ram ma năng. Yat saga tinh na cha nan ti đề hoa gan tháp ba ma nu sa. Khi na sa quang arahant tăng tamahang ru mi ram ma năng. Với ai loài trời người cùng với càn bà không biết chỗ họ sanh, lậu tận bậc la hán ta gọi bà la môn. Đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Alo, dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính lễ sư Pháp Trang, con kính chào cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Dạ con xin đọc và phân tích câu pháp cú 420. Yat saga tình na cha nan ti đề hoa gan tháp ba ma nu sa. Khi na sa hoàng a ra hàm tăng ta ma hằng cù mi trầm ma năng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yat saga tình na cha nan ti đề hoa gan tháp ba ma nu sa. Yat là trường âm nhấn, xá gá hai đoạn âm, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, cha trường âm thông thường, năng trường âm nhấn, tí đoạn âm, đê qua hai trường âm thông thường, gan tháp hai trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, nú đoạn âm, sa trường âm thông thường. Yat saga tình na cha nam ti đề hoa gan thất ba ma anusa. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Khi na sa hoa hàm tăng ta ma hằng vù ni vầm ma năng. Khi na hai trường âm thông thường, xá đoạn âm, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á rá hai đoạn âm, han trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
vô trường âm thông thường, ní đoạn âm, ram trường âm nhấn, ná đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Khi na sa hoàng a la hàm tăng ta ma hằng vô ni phàm ma năng. Dạ, tôi xin đọc lại câu 420. Yassagatin na cha nam ti đề hòa gàn tháp ba mà nú xà Hi na sa hoàng a ra hàm tăng ta ma hằng vù mi vầm ma năng. Dạ, ông xin đọc kệ ạ. Yassagatin na cha nam ti đề hòa gàn tháp ba mà nú xà Hi na sa hoàng a ra hàm tăng ta ma hằng vô mi phạm ma năng yassagatin na cha nam ti đề hòa gam tham ba ma nu sa hi na sa vang a ra hàm tăng ta ma hằng vô mi phạm ma năng. Với ai loài trời người cùng với càng thác bà không biết chỗ thọ sanh lậu tận bậc la hán ta gọi bà La Môn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cảm ơn Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, con có gì sai nhờ sư Trí Đức và đạo tràng cũng sửa giùm ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Dạ, con xin xuống mic, xin nhường cho vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu phúc cú 420. Yassagatin na cha nam ti đề hòa gan thấp ba ma nu sa khi na sa hoàng a ra hàn tăng ta ma hằng vùng mi phạm ma năng. Con xin phân tích câu 1 và 2. Yas trường âm nhẫn, xá đoạn âm, gá đoạn âm, tim trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, cha trường âm thông thường, năng năm trường âm nhấn, tí đoạn âm, đê qua hai trường âm thông thường, can thấp hai trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, nứ đoạn âm, xa trường âm thông thường, khi là hai trường âm thông, xin lỗi câu 1 câu 1 và câu 2. Yassagatin na cha nam ti đề hòa gan thấp ba ma nu sa. Câu 3 và 4. Khi na sa hoàng a ra hàn tăng ta ma hằng vùng mi phạm ma năng. Khi na hai trường âm thông thường, xá đoạn âm, quan trường âm đặt theo giọng nguyên âm, á ra hai đoạn âm, han trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vu trường âm nhẫn, mí đoạn âm, vu trường âm nhẫn, mí đoạn âm, râm trường âm thông thường, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khi na xá quăng a ra hàn tăng tá má hằng vùng mí râm má năng. Yassagatin na cha nam ti đề hòa gan thấp ba ma nu sa khi na sa hoàng a ra hàn tăng ta ma hằng vùng mi phạm ma năng. Với ai loài trời người cùng với càng thất bà không biết chỗ thọ sanh lậu tận bậc la hán ta gọi bà la môn. Con xin phép kể. Yassagatin na cha nam ti đề hòa gan thấm ba ma nu sa khi na sa văn a la hán tăng ta ma hằng vùng mi phạm ma năng. Dạ thưa con kính đảnh, con kính tam tri ân quý sư và đạo tràng, con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Kha Giá, và con kính ảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính ảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào đạo tràng, và con xin trả bài. Yassagatin na cha nan ti đề hòa gan thát ba ma ba ma nu sa khi na sa hoàng a ra hằng tăng ta ma hằng bồ mi phạm ma năng. Yassagatin na cha nan
ti đề hòa gần tháp ba mà nu xà khi nà sa hoàng ra hằng tằng ta ma hằng phù mi phòng ba năng yes trường âm nhấn xá giá hai đoạn âm tinh trường âm đọc theo giống nguyên âm ná đoạn âm cha trường âm thông thường nan trường âm nhấn tí đoạn âm đề qua hai trường âm thông thường gan tháp hai trường âm nhấn bá đoạn âm ma trường âm thông thường nú đoạn âm sa trường âm thông thường yes sa gat na cha nan ti đề qua gat tát ba ma nu sa con xin sa mối con đọc lại yes sa gat tình na cha nan ti đề qua gan tháp ba ma nu sa khi na hai trường âm thông thường xá đoạn âm quanh trường âm đọc theo giọng nguyên âm á rá hai đoạn âm hăng trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm tá má hai đoạn âm hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm pru trường âm thông thường mí đoạn âm brum trường âm nhấn má đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm khi na sa quần a ra hằng tằng ta ma hằng bồ mi brahm ma năng yassa gat tình na cha nan ti đề hòa gan tháp ba ma nu sa khi na sa quần a ra hằng tằng ta ma hằng bồ mi brahm ma năng yassa gat tình na cha nan ti đề hòa gan tháp ba ma nu sa khi na sa quần a ra hằng tằng ta ma hằng phù mi brahm ma năng với ai loài trời người cùng với càng thác bà không biết chỗ thọ sanh lậu tận bất a la hán lậu tận bậc a la hán ta gọi bà la môn bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu yassa gatin na cha nan ti de wa gan tháp ba ma nu sa khi na sa văn a ra hằng tăng ta ma hằng bu mi tâm ma năng dạ con đã đọc xong con có sai xin đạo tràng và ngài chỉnh sửa con xin trao mic lại cho vị kế tiếp dạ alo alo ạ và con xin kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ân đức Phật và ân pháp và ân đức tăng và con xin kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang và kính đảnh lễ chư tôn đức tăng hiện diện trong đạo tràng. Con xin kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và kính lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng. Con xin đọc và phân tích câu pháp cú 420. Con xin kính chào đạo tràng. Sát sa ga tình na cha nan ti đề hòa gần tháp ba ma nu sa khi na sa quang a ra hằng tằng ta ma hằng ru mi ram ma năng sát sa ga tình na cha nan ti đề hòa gần tháp ba ma nu sa khi na sa quang a ra hằng tằng ta ma hằng ru mi ram ma năng. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Sát sa ga tình na cha nan ti đề hòa gần tháp ba ma nu sa. Sát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, gá là đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, năn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đê qua là hai trường âm thông thường, gan và tháp là hai trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, sa là trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4 ạ. Khi na sa quang a ra hằng tằng ta ma hằng ru mi ram ma năng. Khi na là hai trường âm thông thường, xá là đoạn âm, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
Á lá là hai đàn âm, hăn là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ru là trường âm thông thường, mí là đàn âm, răm là trường âm nhấn, má là đàn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại toàn bài. Giát sa ga tình na cha nan ti đề hòa gần tháp ba mà nu sa. Khi na sa quang a ra hành tăng ta ma hằng ru mi ram ma năng. Với ai loài người cùng với càn thát bà không biết chỗ thọ sanh lậu tận bậc la hán ta gọi bà la môn. Dạ con xin kệ. Giật sa ga tinh na cha na ti đề hoa gan tháp bà ma nu sa. Khi na sa quang a ra hân tăng ta ma hăng ru mi ram ma năng. Dạ con đã đọc bài và phân tích và kệ con có sai, con xin mong ngài trí đức chỉ cho con. Dạ con xin xuống mic. Dạ con xin mời ngài kế tiếp ạ. Dạ, con kính định lại cho ngôi tam bảo. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính định lễ sư trí đức, con kính định lễ sư Pháp Trang, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho mình từ biết và âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc và phân tích bài câu pháp cú hôm nay là 420. Yat sa gatin na cha nan ti de wa gang thap pa ma nu sa ki na sa wang arahang tang tamahang pru mi brahmanang. Yat sa gatin na cha nan ti de wa gang thap pa ma nu sa ki na sa wang arahang tang tamahang pru mi brahmanang. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yassa gatin na cha nan ti de wa gan thap pa ma nu sa. Dạ, câu số 1, yas là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, ga là đoạn âm, tin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, nan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Và câu số 2, đê hoa là hai trường âm thông thường, gan là trường âm nhấn, thấp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, sa là trường âm thông thường. Và con phân tích câu số 3 và câu số 4. Khi na sa hoàng arahang tăng tamahang purumi brahmanang. Câu số 3, khi na là hai trường âm thông thường, xá là đoạn âm, quang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á rá là hai đoạn âm, hăng là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu 4, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại bốn câu. Yat sa gatin na cha nan ti de wa gan kha pap pa ma nu sa ki na sa wang arahan tang ta ma hang pu mi pram ma nang. Yat sa gatin na cha nan ti de wa gan thap pa ma nu sa khi na sa hoàng a ra hành tăng ta ma hằng pu mi brahm ma năng. Dạ con xin kệ câu pháp cú 420. Yat sa ga tin na cha nan ti de wang tham ba ma nu
sa khi na sa văn a ra han tăng ta mau thu mi brahma năng. Với ai loài trời người cùng với càn thác bà không biết chỗ thọ sanh lậu hoặc lậu tận bậc la a la hán, ta gọi bà la môn. Đó là bản dịch chữ Việt của hòa thượng Thích Minh Châu. Và con đã phân tích và đọc xong, con có sai mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại giùm con ạ. Và con cảm ơn đạo tràng rất nhiều. Bây giờ niệm từ xin mời bằng tay gửi tình tâm ạ. Nam mô Tha Giá. Dạ, Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Di Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, kính lễ cô tu nữ Phúc Hành và kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Kính chào toàn thể quý đạo hữu. Dạ, sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 420 ạ. Yết xá gắt tình na trà nành tí đề hòa gần thấp ba mà nút xà kỳ nà quá kỳ nà xá quằng a ra hành tầng tá ma hằng rù bi rầm ma nằng. Yết xá gắt tình nà yết xá gắt tình na trà nành tí đề hòa gần thấp ba mà nút xà kỳ nà quá kỳ nà sa hoằng a ra hành tằng ta ma hằng rồ mi rầm ma nằng. Yết xá gắt tình na trà nành ti đề hòa gần thấp ba mà nút xà. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2 ạ. Yết là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, gá là đoạn âm, tình là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, năng là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đề qua là hai trường âm thông thường, ganh là trường âm nhấn, thấp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, sa là trường âm. Giác xá giác tình nát trà nành tí đề hòa gần thấp ba mà nút xà kỳ nà sa hoằng a ra hành tầng ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Kỳ nà sa hoằng a ra hành tầng ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Dạ, khi na là hai trường âm thông thường, xá là đoạn âm, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á rá là hai đoạn âm, hanh là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yết xá gắt tình na trà nành tí đề hòa gần thấp ba mà nút xà kỳ nà sa hoằng a ra hành tầng ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Với ai loài trời người cùng với bàn thác bà không biết chỗ thọ sanh lậu tận bậc la hán, ta gọi bà la môn. Dạ, đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, con cũng xin kệ. Yết xá gắt tình na trà nành tí đề hòa gần thấp ba mà nút xà kỳ nà quá kỳ nà sa sa quăng ra hằng tăng mi ra. Dạ, con đã đọc xong và con kính xin ngài và quý đạo hữu, quý sư, quý cô chỉnh sửa giúp dùm cho con à. Dạ, con cảm ơn cô Tâm Hạnh Đài và cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin xuống mic mời. Dạ,
Dạ con xin đảnh lễ nhà trí đức, con xin kính chào quý cô tư nữ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 420. Yasagatin nacha nanti dewa gan tháp ba ma nusa khi na sa hoàng arahang tăng tamahang prumi brahmanang yasagatin na yasagatin na cha nan ti de wa gan thap ba ma nu sa yas là trường âm nhấn, xá gá là hai đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, cha trường âm thông thường, nan là trường âm nhấn, tí đoạn âm, đê trường âm thông thường, qua trường âm thông thường, gan trường âm nhấn, tháp trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, nú trường đoạn âm, sa trường âm thông thường. Yasagatin nacha nan ti de wa gan thap ba ma nu sa khi na sa quần arahan tăng tamahang pru mi pramanang khi na là hai trường âm thông thường, xá đoạn âm, quần trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á rá hai đoạn âm, hành trường âm thông trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo nguyên âm. Yasagatin khi na sa hoàng arahan tăng tamahang pru mí brahmanang Yasagatin nacha nan ti de wa gan thap ba ma nu sa khi na sa hoàng arahang tăng tamahang pru mí brahmanang Yasagatin nacha nan ti de wa gan thap ba ma nu sa khi na sa hoàng arahang tăng tamahang pru mí brahmanang Yasagatin nacha nan ti de wa gan thap ba ma nu sa khi na sa hoàng arahang tăng tamahang pru mí brahmanang Yasagatin nacha nan ti de wa gan thap ba ma nu sa khi na sa hoàng arahang tăng tamahang pru mí brahmanang với ai loài trời người cùng với kèn thác bà không biết chỗ thọ sanh lậu tận bậc la hán ta gọi bà la môn là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic nè. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Long Đức Tăng, kính lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, quý tử và thân chào quý thiện nam tín nữ. Và bây giờ thì em xin đọc bài Kinh Pháp Cú số 420. Và cảm ơn tâm hạnh. Yasagatin nacha nan ti de wa gan thap ba ma nu sa. Yas là trường âm nhấn, xá gá hai đoạn âm, tinh trường âm giọng nguyên âm, ná đoạn âm, cha trường âm thông thường, nan trường âm nhấn, tí đoạn âm. Đoạn hai, đê qua hai trường âm thông thường, gan trường âm nhấn, thác trường âm nhấn, bá đoạn âm,
Ma trường âm thông thường, nú đoạn âm, sa trường âm thông thường. Đoạn 4. Khi na sa quăng arahan tăng tấm a hằng rô mi rằm má năng. Khi na hai trường âm thông thường, xá đoạn âm, quăng trường âm giọng nguyên âm, á rá hai đoạn âm, hanh trường âm nhấn, tăng trường âm giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hanh trường âm giọng nguyên âm, trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm giọng nguyên âm. Khi na sa quăng arahan tăng tam a hằng rô mi rằm má năng. Giá sa ga tình na cha nan ti đề qua gan tháp âm ma nu sa. Khi na sa quăng arahan tăng tam a hằng rô mi rằm. Bây giờ thầy Duyên xin kệ. Yatta gatin na cha nan ti de wa gan tap on manu sa ki na sa wang arahan tang ta ma ru mi ma nan Yatta gatin na cha nan ti de wa gan thap ma nu sa ki na sa wang arahan tang ta ma ru mi ram ma nang với loài trời người cùng với càn thác bà không biết chỗ thọ sanh lậu hoặc lậu tận bậc la hán ta gọi bà la môn và phổ thơ này của hòa thượng Thích Minh Châu. Này dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Tham An và kính mời. Alo. Alo, dạ, con xin kính lễ quý sư, quý cô tu nữ và con xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 420. Yatta gatin na cha nan ti de va gan thappa manusa khi na sa văn a ram tăng ta ma hằng phù mi ram ma năng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Cách đọc câu 1 và câu 2. Yatta gatin na cha nan ti de va gan thappa manusa. Chữ yat là trường âm nhấn, chữ xá là đoạn âm, chữ gá là đoạn âm, chữ tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ná là đoạn âm, chữ cha là trường âm thông thường, chữ năng, nan là trường âm nhấn, chữ tí là đoạn âm, chữ đê là trường âm thông thường, chữ vá là đoạn âm, chữ gan là trường âm nhấn, chữ thấp là trường âm nhấn, chữ bá là đoạn âm, chữ ma là trường âm thông thường, chữ nú là đoạn âm, chữ sa là trường âm thông thường. Đọc lại câu 1 và câu 2. Yatta gatin na cha nan ti de va gan thappa manusa. Phân tích cách đọc câu 3 và câu 4. Khi na sa văn arahan tăng tam a hằng phù mi ram ma năng. Khi na là hai trường âm thông thường, xá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á, rá là hai đoạn âm, han là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1 và câu 3 và câu 4. Khi na sa văn a ra ham tăng ta ma hằng phù mi ram ma năng. Đọc lại nguyên bài. Yat sa ga tin na cha năng ti đề va gan thap pa ma nu sa. Khi na sa văn a ra ham tăng ta ma hằng phù mi ram ma năng.
Dạ, con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Với ai loài trời người, cùng với càng thác bà, không biết chỗ thọ sanh, lậu tận bậc La Hán, ta gọi bà La Môn. Dạ, con xin sư và quý vị trong lớp sửa bài cho con xin xuống. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, con kính chào quý thiện hữu trong đạo tràng. Không ai giơ tay hết, con giơ tay lên con đọc nha. Dạ, con xin phép được đọc bài Câu Phật Cú 420. Yassa Yatinna Chà nan tí đề và gàn tháp ba mà nú xà khi nà xa vành a-ra-hàn tành ta ma hành rồ mi rầm ma nành giáp xa gá tình na chà nan tí đề và gàn tháp ba mà nú xà khi na sa vành a ra hằng tành ta ma hằng rồ mi rầm ma nành con xin phân tích giáp là trường âm nhắn xé là đoạn âm giá là đoạn âm tin là trường âm đọc theo giọng nhân âm né là đoạn âm cha là trường âm thông thường nan là trường âm nhấn tý là đoạn âm d là đây là đoạn âm và là trường âm thường gan là trường âm nhấn
tháp là trường, là đoạn là trường âm ngắn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, xa là trường âm thông thường, khi na là hai trường âm thông thường, xá là đoạn âm, văn là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, á rá là đoạn âm, hanh là trường âm nhấn, tăng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hanh là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, rú là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Con xin cỡ Yasagatinna la nanti Yasagatinna la nanti Devagantha bhamanusa Hinasavang arahantang Tamahang rumi rammanang. Với ai loài trời loài người cùng với càng tháp bà không biết chỗ thọ sanh, lậu tận bậc la hán ta gọi bà la môn. Dạ, chắc bị sai rồi. Dạ con có sai, xin quý sư và quý đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con nha. Dạ con hả? Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Sau đây con đọc câu Pháp và phân tích câu Pháp Cú 420. Yassagatinna cha nan nan ti đề và gan thấp ba ma nu sa khi na sa văn arahan tăng tám ma hằng ru mi ram ma năng yasagatinna cha nan ti đề và gan thấp ba ma nu sa yat là trường âm nhấn, xá là đọt yat, xá gá là hai đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, nan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đê va là hai trường âm thông thường, gan là trường âm nhấn, gan thắt là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, sa là trường âm thông thường. Yat sa gatin na cha nan ti de va gan thap ba ma nu sa. Và câu 3 và câu 4. Khi na sa văn arahan tăng tam hằng ru mi ram ma năng. Khi na là hai trường âm thông thường, sa là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á rá là hai đoạn âm, han là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thì na sa văn a ra hàn tăng tá má hằng ru mi râm má năng. Yasagatinna cha nan ti deva gan thap ba ma nu sa.
hi na sa vàng a ra hàn tăng ta ma hàng rù mi rầm ma năng. Con xin kể. Yasagatin na cha nam ti deva gan tham ba ma nu sa khi na sa vang a ra han tang tamahang ru mi ram ma nang. Ai loài trời người cùng với càng thác bà không biết chỗ thọ sanh lậu tặng bậc la hán, ta gọi bà La Môn. Đó là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con đọc xong, con xin xuống mic có sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng góp ý ạ, chỉnh sửa. Dạ xin mời vị tiếp theo. Dạ Nam Mô Bụt Thà, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài hôm nay ạ. Dạ câu Phật ngôn 420. Yassagatin nacha nanti deva gan thap ba manusa khi na sa vang arahan tang tamahang brumi brahmanang. Yassagatin nacha nanti deva gan thap ba manusa khi na sa vang arahan tang tamahang brumi brahmanang. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yas là trường âm nhấn, xá, cá là hai đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, nan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đê, qua là hai trường âm thông thường, gan, thấp là hai trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, sa là trường âm thông thường. Yassagatin nacha nanti deva gan thappa manusa. Và câu số 3 và câu số 4. Khi na sa vang arahan tang tamahang brumi brahmanang. Khi na là hai trường âm thông thường, sa là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á, rá là hai đoạn âm, hanh là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, prâm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Khi na sa vang arahan tang tamahang brumi brahmanang. Dạ con xin đọc lại ạ. Yassagatin nacha nanti deva gan thappa manusa khi na sa vang arahan tang tamahang brumi brahmanang. Với ai loài trời người cùng với càng thác bà không biết chỗ thọ sanh lậu tận bậc la hán, ta gọi bà La Môn. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Yassagatin nacha nanti deva gan thappa manusa khi na sa vang arahan tang tamahang brumi brahmanang. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Dạ con xin mời vị kế tiếp và cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ alo alo ạ. Dạ kính mời chị Hai Ti ạ. Dạ chị Hai Ti chưa có trả bài chị Hai Ti.
Hân hỉ lên trả bài nghe chị Haiti. Dạ mời Hạnh Kiểm nữa ạ, mời Xích Duyên. Dạ xin mời quý vị ạ. Dạ dạ xin mời Hạnh Kiểm. Dạ con xin kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ và kính chào đạo tràng. Con xin đọc kinh cuốn 420. Yat sagatin na cha nan ti de gan thap ba ma nu sa khi na sa hoàng a da hành tăng ta ma hằng đồ mi rầm ma nằng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Yat là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, gá là đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, nan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, qua là trường âm thông thường, gan là trường âm nhấn, thấp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, sa là trường âm thông thường. Yat sa tình na cha nan ti đề hòa gần thấp ba ma nú sa. Con phân tích câu 3, câu 4. Khi na là hai trường âm thông thường, xá là đoạn âm, quang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á đá là hai đoạn âm, hai là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Khi na sa hoàng a đa hàn tàng ta ma hằng đù mi rầm ma nằng. Con đọc nguyên câu. Yat sa ga tình na cha nàn ti đề hòa gần thấp ba ma nu sa khi na sa hoàng a đa hàn tàng ta ma hằng đù mi rầm ma nằng. Con xin kệ. Yan sa ga tin na cha nan ti de wa gan tham ba ma no sa khi na sa wa hung a da han tang ta ma hung du mi ram ma nang. Với ai loài trời người cùng với càng thác bà không biết chỗ thọ sanh, lậu tận bậc la hán ta gọi bà la môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đọc phân tích và kệ xong, con xin quý sư và quý cô tu nữ đạo tràng, con có chỗ nào sai và xin sửa giúp. Dạ con nam trả mít lại cho đạo tràng, xin cảm ơn người. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sa thủ tinh thần học hỏi của quý vị. Vừa rồi, xin Hạnh Kiểm, quý vị thấy rằng đông đúc người vào quán uống cà phê ha, ồn ào như vậy mà vẫn phân tích một cách rất là chuẩn, không bị phân tâm. Đây là một cái điều rất đặc biệt ha. Vinh Giang Nhật Hà vừa chạy xe về nhà là đưa tay lên đọc liền ha. Quý vị vị nào thấy cũng tiến bộ, vượt lên chính mình. Đây là một cái điều mà chúng tôi thấy rất là tuyệt vời. Quý vị coi như tinh thần học hỏi rất là cao. Tự nguyện. Thỉnh thoảng thì chúng tôi cũng chỉnh sửa, nhưng mà
quý vị tự mình sửa mình thì hay ha. À, bởi vì khi quý vị nghe những người khác đọc thì quý vị cũng lấy đó là một cái, bởi vì người ta đọc đúng thì mình tặng những cành hoa và mình cũng tán thán theo cái sự đúng của người ta. Và những cái người mà đúng đó chẳng qua là những cái tấm gương để chúng ta noi theo ha. À, ở đây không có sự ganh tị, không có sự thiên vị, mà chúng ta chấp nhận sự thật qua tinh thần học hỏi. Đây là điều quan trọng. Ý nghĩa câu Phật ngôn này thì bây giờ chúng ta đi vào từ vựng đi, rồi chúng ta sẽ tìm hiểu về duyên sinh. Bởi vì câu Phật ngôn 420 và 419, hai câu này nó bổ sung với nhau. Với nghĩa của câu Phật ngôn 420 thì chúng ta thấy nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà phối hợp với câu 419 thì rất là đầy đủ mạch lạc. Vậy thì câu Phật ngôn 420 hôm nay cũng có Sích Nhật Quỳnh ha, thì chúng tôi cũng xin trình bày. Yasa gatin na cha nanti. Câu đầu tiên này có bốn từ. Chữ yasa do đại từ ya, và nó là một cái đại từ quan hệ, một đại từ nam tính, do đại từ ya tức là ai. Nhưng mà ở đây nó là yasa, thì chữ yasa này có hai cách chia. Cách chia thứ tư và cách chia thứ sáu cũng giống nhau về cách chia ha. Nhưng mà giá xa đây có nghĩa là với ai. Với ai thì cách chia của nó chính là cha tút thi ha. Cha thi, cách chia thứ tư, chứ không phải là chát thi quỳ phát thi. Chát thi là thuộc về sở hữu cách. Còn ở đây giá xá thì nó là chỉ định cách, chỉ định cách. Vậy thì giá xá có nghĩa là với ai, với người nào. Giá tinh là một động từ coi như giá chặt ý, nhưng mà ở đây do cái từ giá tí nó là một danh từ nữ tính, ý các anh ta ít thì linh giá. Chữ gia tí này được chia theo đối các số ít đối kỳ giao phát tí ở trong quá trình đó. Cho nên chữ gia tí biến thành gia tinh. Gia tinh là cảnh giới tái sinh. Cảnh giới tái sinh với ai? Cảnh giới tái sinh. Rồi ná là không. Cha năn tí. Cha năn tí do căn ngữ nha. Đây là một động từ số nhiều. Có nghĩa là biết. Hiểu biết. Vậy thì với câu này chúng ta thấy rằng với ai cảnh giới tái sinh mà không biết, thì chúng ta thấy với cái câu dịch đầu tiên là với ai, loài trời người, chẳng có, đây là coi như người chẳng có trời gì hết . Mà ở đây cái ý nghĩa câu này là với ai, cảnh giới tái sinh không biết. Rồi câu số 2 này mới nói lên những cái chủng loại mà không biết cảnh giới tái sinh. Câu số 2, đê qua là chư thiên . Do cái từ đê qua, một danh từ nam tính, ác-ran-tắc phung linh giá. Mà chữ đề qua đây được chia theo chủ các số nhiều, bạch tham a và hữu quá chân áo pháp tí. Cho nên đề qua biến thành đề qua. Đề qua không phải là một ông trời, mà đề qua là chư thiên, hay là cảnh giới của thiên giới, tức là loài trời. Ganh thấp ba mà nút xà. Chữ ganh thấp ba với là chữ ma nu sa. Ganh thấp ba nó là một danh từ nam tính, ác ran ta pung linh ga. Ganh thấp ba
có nghĩa là càng thấp bà, hay là những cái vị chư thiên mà ca hát khiêu vũ múa, những vị chư thiên mà âm nhạc á, thì gọi là ganh thấp á, hay là gọi là càng thấp bà. Chúng ta thấy những cái vị chư thiên đi mở đường để cho dân chúng, để cho coi như đám đông chiêm ngưỡng, nghe những cái âm thanh đó quyến rũ mà tránh đường ra. Thì Càn Thất Bà này là những vị chư thiên mà đi mở đường khi mà Đức Phật hoặc là chư tăng mà coi như bị đám đông vây quanh, thì Càn Thất Bà này xuất hiện đến đàn ca hát. Và khi đến đàn ca hát như vậy thì dân chúng ngưỡng mộ coi như tránh đường để Đức Phật đi đi chung mà đi đi được thoải mái một chút. Thì Càn Thất Bà tức là những vị chư thiên thường đến đàn ca hát. Rồi Manusa do cái từ Manusa, Manusa cũng là một danh từ nam tính, Akranta Pumlinga. Manusa có nghĩa là con người, nhưng mà Manusa ở đây nó đứng làm chủ từ, chủ từ số nhiều, tức là Bạch Tham Ma Bổ Hữu Quá Chánh Áo Quỷ Pháp Tí, cho nên Manusa biến thành Manusa. Vậy thì Ganh Thấp Ba Manusa tức là càng thấp bà và con người, càng thấp bà và con người. Vậy thì chúng ta thấy càng thấp bà và con người tức là hai câu này nó bổ sung cho nhau ha, hai câu này bổ sung với nhau, tức là loài người nè, càng thấp bà nè, chư thiên nè, với ai loài loài trời người cùng với càng thấp bà. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 3 ha. Khi na sa quần a ra hành tầng, khi na sa quần a ra hành tầng, chữ khi na sa quần do hai từ, tức là khi na và a sa quá. Khi na đây là một cái dạng quá khứ phân từ của căn ngữ khi, đã đoạn tận, đã phá hủy. Khi na. Rồi a sa quá nó là một danh từ nam tính, akranta pumlinga. A sa quá là lậu hoặc, hoặc là những cái phiền não, những cái trầm luân, tức là ở đây khi na sa quần nó được chia theo đố các số ít ha. A sa quá, a sa quần đu tỳ gia quỷ pháp tỳ có quan trọng ha. Thì ở đây khi na sa quần có nghĩa là người có lậu hoặc đã được đoạn tận. Lậu hoặc đây có nghĩa là tham sân si. Lậu hoặc đây là những phiền não, mà những phiền não đã đoạn tận. Rồi thì cuối cùng a-ra-hành tầng ở đây chúng ta thấy hai từ đi chung với nhau, chữ a-ri và căn ngữ hành. Ari là một danh từ nam tính, Ikaranta Pumlinga. Ari có nghĩa là kẻ thù. Là kẻ thù là ai? Kẻ thù chính là tham, sân và si. Tham, sân, si là Ari, là kẻ thù ha. Rồi căn ngữ hành có nghĩa là giết hại. Căn ngữ hành là giết hại. Vậy thì ở đây A-ra-hành-tăng nó cũng được chia theo đối các số ít ha. Đối tỳ gia quỳ phát tí ê có quá trình ha. A ra hành tăng cứ nghĩa là bậc A la hán bị đã cắt đứt mọi kẻ thù, tức là tham sân si. Người đã cắt đứt, người đã giết chết những kẻ thù là tham sân si, thì gọi là A ra hành hay là A ra hành tăng. Rồi tamahang pru mi brahmanang, ta gọi vị ấy là bà la môn. Vậy thì câu Phật ngôn 420 cho chúng ta ý nhé.
Người nào có cảnh giới tái sanh mà chư thiên càng thấp bà và loài người không biết được, là vị có lậu hoặc đã được đoạn tận, là bậc A-la-hán. Ta gọi vị ấy là bà la môn. Xin lặp lại. Người nào có cảnh giới tái sanh mà chư thiên càng thất bà và loài người không biết được, là vì có lậu hoặc đã được đoạn tận, là bậc A-la-hán. Ta gọi vị ấy là bà la môn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức Đạo Phổ Thơ Lục Bát Thế Này: đã lậu tận dứt sanh y, chấm dứt thọ mạng, ra đi phương nào, chư thiên dẫu thấp hay cao, dạ ma nhân loại biết sao mà lần, là la hán, là thánh nhân, là bậc tối thượng, xuất trần, bà la môn. Xin lặp lại lối thơ lục bát của Ngài Hòa Thượng Giới Đức ha. Đã lậu tận dứt sanh y, chấm dứt thọ mạng, ra đi phương nào, chư thiên dẫu thấp hay cao, dạ ma nhân loại biết sao mà lầm, là la hán, là thánh nhân, là bậc tối thượng, xuất trần, bà la môn. Rồi Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài Phổ Thơ Ngũ Ngôn thế này: với ai loài trời người cùng với càng thấp bà không biết chỗ thọ sanh, lậu tận bậc la hán, ta gọi bà la môn. Với ai loài trời người với càng thấp bà không biết chỗ thọ sanh, lậu tận bậc la hán, ta gọi bà la môn. Như vậy trong ý nghĩa từ vựng, quý vị có thấy chỗ nào rắc rối? Alo. Ý nghĩa từ vựng có vị nào thấy rắc rối chỗ nào không? Nếu không có rắc rối thì chúng ta đi vào duyên sự. Câu Phật ngôn 420 và 419 cùng một duyên sự. Câu Phật ngôn 419 nói lên vấn đề: ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh, không nhiễm khéo vượt qua, sáng suốt chân giác ngộ, ta gọi bà la môn. Và câu 420: với ai loài trời người cùng với càng thất bà không biết chỗ thọ sanh, lậu tận bậc la hán, ta gọi bà la môn. Hai câu Phật ngôn này ám chỉ một duyên sự, và duyên sự đó xuất phát tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến một vị trưởng lão tên là Quân Di Sa. Alo, ai viết chữ Quân Di Sa? Tên của vị trưởng lão này được viết đi để nhớ câu Phật ngôn 419-420. Khi mà chúng ta nói đến vị trưởng lão này, và khi đọc lên câu Phật ngôn này, thì chúng ta phải biết nhân vật mà Đức Phật đề cập là ai? Quân Di Sa. Sa thú, Sích Kim Nhung. Chữ ghi có dấu huyền hả? Cho nó rõ chút. Chữ Quân Sích Thanh Hoàng viết theo tiếng Pháp quá ha. Tiếng Pháp hay tiếng Tây vậy? Không biết nữa. Bali đâu có chữ đúc liêu. Quân Ghi Sa. Đúng rồi, Quân Ghi Sa chắc là mùa xuân hả? Khi không mai cũng chính xác rồi. Có một vị Bà La Môn tên là Quân Ghi Sa ở trong thành Ra Cha Gà. Vì đó có một cái môn trục rất là đặc biệt. Tức là khi mà gõ vào sọ của người chết á, thì cái vị này biết người này sanh vào địa ngục, sanh vào súc sanh, sanh vào ngạ quỷ, sanh vào nhân giới, hay là sanh làm chư thiên. Vị này có một cái môn chú thuật. Tức là khi mà đọc cái môn chú thuật đó lên, gõ vào người đã chết thì biết cái người này, cái sọ này đã sanh thú về đâu, về nhàn cảnh hay là khổ cảnh.
À thì khi mà có một cái biệt tài như vậy thì cái nhóm Bà La Môn mới suy nghĩ chúng ta nương nhờ vào cái người này để mà sinh sống thì đời sống của chúng ta sẽ được sung túc. Và thế là cái nhóm Bà La Môn đó mới cho quân ghi xá ngồi trên một cỗ xe, mặc một chiếc áo đỏ, đưa cái người này đi khắp thôn trang làng Mạc Châu quận Thị Tứ và rao giảng với bà con rằng: Bà La Môn quân ghi xá này gõ vào sọ người chết có thể biết được sanh thú của người đó, các người hãy đến để biết nơi thọ sanh của bà con quyến thuộc của mình đi. Và tùy theo sức của mình, đại chúng đã cho cái nhóm đó 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng hay là cả ngàn đồng và hỏi thăm về nơi thọ sinh của bà con quyến thuộc mình. Thì cái nhóm Bà La Môn này trải qua khắp châu quận rồi đi lần đến kinh thành Sawatthi, dừng lại nghỉ ở giữa quãng đường từ kinh thành về tịnh xá Kỳ Viên. Và cái nhóm Bà La Môn này thấy đại chúng ở trong thành Sawatthi vào buổi chiều tay cầm hương hoa cùng thuốc trị bệnh đi đến tịnh xá cúng dường và nghe pháp, thì mới hỏi thăm: Các vị đi đâu vậy? À, chúng tôi đi đến tịnh xá để nghe pháp nơi Đức Thế Tôn. Các người đến đó có lợi ích gì? Chẳng có ai bằng cái vị Bà La Môn của chúng tôi. Đó là quân ghi xa. Vị này gõ vào sọ người chết có thể biết được sanh thú của người đó. Các người hãy tìm biết sanh thú của thân tộc mình đi. Vị Bà La Môn quân ghi xa của các ông làm thế nào có thể so sánh với Đức Thế Tôn của chúng tôi chứ? Này các ngươi, không ai bằng vị Bà La Môn quân ghi xá của chúng tôi đâu. Rồi hai nhóm tranh luận với nhau, sau cùng đồng ý với nhau rằng: Chúng ta hãy đến tịnh xá thử xem Đức Thế Tôn và quân ghi xá ai là người tối thắng hơn. Thì từ nơi tịnh xá với Phật trí, Đức Thế Tôn biết được duyên lành của quân ghi xá. Ngài đã cho mang vào trong tịnh xá 5 cái sọ người, trong đó 4 cái sọ còn tái sanh và một sọ của một vị thánh A-la-hán. Ngài sắp thứ tự sanh thú từ địa ngục, súc sanh, nhân loại, chư thiên và để dứt ra khỏi luân tử sanh tử luân hồi. Khi mà quân ghi xá đến, ngài mới phán hỏi rằng: Này quân ghi xá, được biết rằng ngươi gõ nhẹ vào cái sọ người chết thì biết được sanh thú của người đó có phải hay không? Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. Vậy thì người này tái sanh về đâu? Dạ, người này vào địa ngục. Bạch Đức Thế Tôn. Tiếp theo là Bà La Môn, quân ghi xa đều đáp được sọ của những người đang tái sanh vào trong cái cõi thú, cõi nhân giới, cõi thiên giới, cõi địa ngục. Nhưng mà khi chạm vào cái sọ của một bậc thánh vô lậu thì y không tìm ra sanh y của vị ấy. Bây giờ Phật mới phán hỏi: Này quân ghi xá, ngươi có biết sanh y của người này chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Con không biết. Ngài có biết không? Này quân ghi xá, ta biết. Ngài biết bằng cách nào? Ta biết bằng bí thuật. Bạch Đức Tôn: Xin ngài hãy dạy bí thuật ấy cho tôi. Ta không thể dạy cho người chưa có xuất gia. Quân ghi xá mới nghĩ thầm rằng: Khi mà ta học được cái chú thuật này, ta sẽ là người tối thắng trên cái quả Diêm Phù Đề này. Cho nên y mới nói với cái nhóm Bà La Môn rằng: Các vị hãy đợi tôi đôi 3 ngày. Khi mà tôi học thành tài cái môn chú thuật này thì chúng ta sẽ đi thôi.
Rồi con di xá xin xuất gia với Đức Thế Tôn. Bậc đạo sư đã dạy về 32 thể trược để quán trở. Ngài quán rằng: Ngươi hãy trì tụng cái chú thuật này đi. Trong khi quân Di đang trì tụng quán tưởng thì cái nhóm Bà La Môn đến hỏi rằng: Ông đã học cái chú thuật xong chưa? Các ngươi hãy chờ đợi thêm đôi ba ngày nữa, tôi đã học rồi. Rồi chỉ vài ngày sau thì khư quân Di Sa chứng đắc thánh quả A La Hán. Khi mà cái nhóm Bà La Môn đến hỏi thì Ngài trả lời rằng: Này các chiến hữu, giờ đây tôi chẳng còn việc gì mà phải đi nữa. Và khi nghe như vậy thì các vị tỳ khưu cùng thà nghĩ rằng vị này khoe pháp bậc cao nhân, cho nên mới trình lên Đức Phật. Và Đức Thế Tôn tỳ khưu quân Di Sa nói không thật, tuyên bố mình là một vị thánh A La Hán. Này các tỳ khưu, các ngươi cứ nên nói như thế: Con của Như Lai đã thấu triệt sự sanh diệt rồi. Và Đức Phật ngày lên câu Phật ngôn 419-420 mà chúng ta đang học. Bây giờ đọc lại câu Phật ngôn 420 ha. Chúng ta đang học câu Phật ngôn này: Yasagatin-na-cha-nam-ti-de-wa-gan-thap-ma-ma-nu-sa-ki-na-sa-wa-ng-a-ra-han-tang-tam-ha-ng-pru-mi-pram-ma-nam. Với ai loài trời này cùng với tầng thấp mà không biết chỗ thọ sanh, lậu tầng bậc la hán ta gọi bậc bà là môn. Ở đây cái ý nghĩa là với chú thuật của quân ghi xá đã học thì gõ nhẹ vào cái con người đã chết, biết rằng những cái chúng sanh này sẽ sanh vào đâu, vào địa ngục này, vào ngạ quỷ này, vào súc sanh này, vào Atula này, vào cõi người này, vào cõi trời, vân vân. Nhưng mà một chúng sanh mà đã thoát ra khỏi vấn đề sanh tử luân hồi, tức là một cái vị thánh đã đặt cái nặng xuống rồi, thì cái vấn đề sanh ly của vị này không còn nữa. Chính vì vậy mà Bà La Môn quân Di Xá mới tôn bậc đạo sư làm thầy để học cái chú thuật đó. Nhưng mà chú thuật mà Đức Phật dạy đó là 32 thể trược: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy. Hãy quay lại với chính mình để thấy cái sự thật, cái thực tánh nó nằm nơi chính bản thân của mình, chứ không đi tìm ở đâu xa. Và duyên sự này thì cho chúng ta thấy rằng Phật dạy hiểu nguồn gốc tử sinh, am tường ý đế chứng vô sinh, không còn luyến ái nơi trần tục, đó chính Bà La Môn xưng danh. Hoặc người mà cảnh giới tái sinh, chư thiên nhân loại chẳng ai rành, người không phiền não thành vô lậu, đó cũng Bà La Môn xứng danh. Như vậy thì trong hai câu Phật ngôn nói lên cái duyên sự của một cái vị Bà La Môn tên là Quân Di Xá, sau này xuất gia theo giáo pháp của Đức Phật và chứng đắc thánh quả A La Hán thì được gọi là trưởng lão Quân Di Xá. Và trong quá khứ vị này có một cái việc tài gõ vào cái sọ người, biết được người đó tái sanh về đâu, và đã hút được một số tiền rất lớn trong thiên hạ. Là cái nhóm Bà La Môn đó đã khai triển, đã dùng Bà La Môn Quân Di Xá như là một miếng mồi ngon để dụ cái lòng tham của bà con. Ai muốn biết là thân bằng quyến thuộc của mình sanh về cõi nào thì vị này sẽ đáp ứng. Và gõ vào cái đầu lâu
thì biết được cảnh giới tái sanh, nào là chư thiên, nào là loài người, nào là súc sanh, nào là địa ngục, vân vân. Thì khi biết như vậy để làm cái gì? Với cái tính hiếu kỳ, ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, thì bà con quyến thuộc, cha mẹ anh em cũng có một cái việc nghiệp riêng, mình không thể tham gia vô đó được, mình không thể tế độ những người đó được. Thiên nhãn thông à? Cái này không biết có phải là thiên nhãn hay không. Cái này gọi là chú thuật. Nhiều khi người ta nghe cũng được, cái cần gì thấy. Nhiều khi ví dụ như bây giờ có những cái loại mà chú thuật, ví dụ thiên linh cái. Thiên linh cái thì đâu cần phải nghe, phải thấy. Đâu cần phải thấy bằng mắt. Mà thiên linh cái thì nói lên lỗ tai, nói lên lỗ tai. Còn khi mà nghe nói lỗ tai vậy, mình tưởng là mình ngon lành á. Mình là nô lệ của tha lực đó. Tức là khi mà chúng ta luyện một cô chú hay là bùa ngải gì đó, mà muốn cho bùa ngải nó linh, thì chúng ta phải bán cái linh hồn của mình cho nó. Mình làm nô lệ cho nó. Ăn sung mặc sướng, nhà lầu xe hơi nhưng mà mình là đầy tớ. Cái gì mà thiên toàn lao bậy, thiên mình là đầy tớ cho tha lực, cho quý thần, mà mình cứ nghĩ rằng mình ngon lành trường hợp này có rất nhiều, có rất nhiều bây giờ đang áp dụng cái trường hợp đó. Họ dùng cái tha lực này, ví dụ như thổi một hơi, hoặc nhìn một cái, hoặc là đưa tay rờ một cái, tự nhiên người ta mê man xỉu. Khiến người ta mê man như vậy, hoặc là dùng cặp mắt của mình nhìn vào mắt người khác để thôi miên. Và khi người ta sững sờ không biết tên tuổi mình là ai, thì chính lúc mà thất niệm như vậy, chính cái lúc mà mình đã sử dụng tha lực như vậy để làm gì? Để móc túi người ta, để thu lợi cho cá nhân mình, tức là vòng vàng tiền bạc, có cái gì từ người đó nó sẽ bay qua mình, ăn sung mặc sướng. Nhưng mà phi pháp như vậy để làm gì? Để bán cái linh hồn cho ma quỷ, rồi tưởng rằng ăn sung mặc sướng vậy là ngon lành. Nhưng mà cái đó là cái mà tự mình giết mình. Thì ở đây cũng vậy, quân ghi xá đã bán cái linh hồn cho ma quỷ. Cho nên khi gõ vào cái sọ người, biết được người này sanh về đâu, người này sanh về đâu. Cho nên khi Đức Phật mà đưa một cái sọ của một vị A-la-hán gõ vào, cốc cốc cốc, không thấy gì hết, không nghe gì hết. Gõ nữa cũng không nghe, không thấy. Thì vị này đâu còn sanh tử luân hồi đâu mà biết được sanh tú của vị này, nơi tái sanh của vị này. Cho nên bỏ tài và hỏi Đức Phật, ngài có biết không? Đức Phật nói biết. Như vậy thấy ông Phật giỏi hơn mình. Với sự tầm cầu học hỏi, quân gì ta mới bái Đức Phật làm sư phụ, xin cho được học cái pháp đó. Nhưng mà Đức Phật nói ta không dạy cái pháp này để những cái người tại gia. Nếu mà người xuất gia thì ta sẽ dạy cho người cái chú thuật này. Đây là chú nè, chứ không phải thiếm đâu nè. Rồi thế là vì muốn mình giỏi hơn, hay hơn, tốt hơn những người khác, muốn làm coi như cao thủ trong cái thế gian này, và thế là chấp nhận Đức Phật làm thầy để học cái pháp môn này. Theo học thì Đức Phật dạy cái gì? Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy. Hãy nhìn chính bản thân của ngươi đi, hãy quay lại với chính mình. Và khi quay lại với chính mình thì sự thật sẽ hiển bày, thực tánh pháp sẽ xuất hiện. Bình thường tâm thì đạo. Hãy nhìn
và thấy chính bản thân của mình à cũng là như bao nhiêu người khác, nhưng mà cái thấy, cái nhìn của chính mình là nhìn ra sự thật. Khi mà thấy cái thực tướng, cái chân lý, thấy được cái sự thật nơi chính bản thân của mình, thì quân duy xá do cái sự quán tưởng đó, thấy nó nằm trong vô thường, nằm trong khổ, nằm trong cái vấn đề vô ngã, và cái thấy như thật, để rồi chúng ta thanh quả. Thì như vậy ở đây với câu Phật ngôn này, và câu Phật ngôn 419 cho chúng ta thấy rằng đừng có nương tựa một ai bên ngoài, mà hãy nương tựa vào chính mình để thấy được sanh tử luân hồi, phiền não khổ đau, và thấy được trong chính bản thân của mình do cái bản ngã, do tham, do sân, do si nó chi phối, để rồi mình không làm chủ được chính mình, mà mình phải nương nhờ vào tha lực. Trong cái vấn đề tha lực này thì chắc là quý vị có nhiều ý kiến ha. Còn 9 phút nữa nhà nhường cho quý vị, để quý vị nói rằng cái ngày quân duy xá mà Bà La Môn mà trước khi mà chưa xuất gia có thiên nhãn thông, rồi có thiên tàu lao nữa, là không biết ý nghĩa là sao đấy hả? Cái gì mà tàu lao trong này mà gọi là thiền tàu lao hay là thiên tàu lao? Sĩ Kim, cái gì mà có tàu lao này vậy? Rồi, quý vị cho biết ý kiến câu Phật ngôn 419-420 cho chúng học như thế nào? Nên nhớ vào thời kỳ của Đức Phật, Ngài tế độ những người hữu duyên, mà trong cái phương pháp tế độ của Đức Phật trực chỉ nhân tâm, chỉ thẳng vào nội tâm của người đó đang suy nghĩ gì, đang có những cái gì tốt, đang có những cái gì xấu. Đức Phật chỉ thẳng, chứ không bắt chúng ta phải học thuộc lòng, mà Ngài lặp đi lặp lại để khi nào người đó họ hiểu, họ chứng. Rồi, mời cô tu nữ Tự Duyên. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, con xin thành kính thay mặt đạo tràng kính tri ân Ngài Trí Đức đã chia sẻ câu góp cứu số 420. Thật ra là từ trước giờ Tự Duyên chưa nghe được câu này, nhưng mà hôm nay Tự Duyên rất là hoan hỷ khi Ngài nói đến chia sẻ Ngài Quang Đi Xá này lúc còn chưa xuất gia rất là thông minh, vì vậy mà Ngài rất là giỏi. Thì theo Tự Duyên nghĩ là một cái giới cấm thủ bị mắc vô giới thủ hay là tà kiến gì đó, nhưng mà khi đến với Đức Phật thì Ngài đã quy ngưỡng với Đức Phật, và Đức Phật đã là một bậc toàn tri diệu giác, cho nên là mới chuyển được Di Xá này thành một vị đệ tử, và nhờ đó mà Di Xá đã thấy được chính mình và để tu tập chứng đạt một vị giải thoát rất là khó. Nhưng mà cái vị này trở thành một vị thánh nhân rất là dễ dàng. Đối với này, vị này thì con nghĩ vị này chỉ cần chỉnh cái tri kiến một chút xíu thì vị này sẽ đạt một kết quả rất là tốt. Con rất là hoan hỷ khi hôm nay mới nghe được cái tên Quang Di Xá, và Ngài rất là giỏi. Dạ, con thành kính tri ân Ngài.
Và kính chúc đạo tràng hôm nay không có Nhật Quỳnh, cho nên là con cũng có chút thời gian để mà tri ân Ngài. Dù sao đi nữa con cũng hiểu được cái chia sẻ cái đời, cái lúc mà Quang đi xá còn tại tiền chưa xuất gia, vì Ngài rất giỏi, nhưng mà đến với Đức Phật thì Đức Phật bắt buộc Ngài phải xuất gia, thì Đức Phật mới dạy 32 thể trược, quán cái thân, phải biết như thế nào là vô thường, như thế nào là ngã. Cho nên là Ngài đã thành tựu rất, một cái là phải nói là không biết như thế nào mà tả được. Cho nên là con xin thay mặt đạo tràng và kính tri ân Ngài rất nhiều. Và chỉ còn vài phút nữa thì con kính thỉnh Ngài trở lại để chúc phúc cho room. Dạ, Ngài có trước máy không ạ? Con thấy con chỉ có 4 phút nữa thôi. Dạ, con kính dâng mic đến Ngài ạ. Alo, alo. Ngài có ở trước máy hay là Đại Đức Pháp Trang hả? Dạ, con đã thấy tín hiệu. Dạ, bây giờ còn vài phút thì kính thỉnh Ngài có nói thêm gì thì cho đạo tràng hiểu thêm ạ. Sàn thú của tu nữ Tuệ Duyên. Đây là một câu chuyện cách đây 2560 mấy năm ha, xuất hiện tại Ấn Độ. Nhưng mà câu chuyện tại Ấn Độ không phải ở Việt Nam của chúng ta không có. Những cái tha lực mà đang xuất hiện do cái niềm tin để tạo ra những cái tha lực mà nó làm cho chúng ta phải khổ trong cuộc sống bây giờ. Cái thiết thực là chúng ta phải nói lên những cái hiện cảnh bây giờ. Còn cái chuyện ngày xưa là một cái tấm gương. Nhưng mà thực tế chúng ta đang va chạm ở đây có những cái cách lừa gạt, có những cái cách mà về vấn đề tâm linh, về tha lực, làm cho chúng ta phải chao đảo. Cái điều đó là điều quan trọng, chúng ta cần phân mổ xẻ. Câu chuyện của Ngài Quang Ghi Xá là một câu chuyện để chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta bị những cái trường hợp nào mà những người đi bán nhang nè, những người đi bán vải nè, những người mà coi như họ chỉ cần nhìn vào mắt của chúng ta mà chúng ta không còn biết mình là ai. Họ đã sử dụng tha lực như vậy. Họ đã đưa tay là rờ chúng ta một cái, hoặc là vỗ vai một cái. Tại sao chúng ta mê mẩn con người? Chúng ta không còn biết mình là ai. Họ dùng những cái định lực phi pháp. Họ đã luyện những câu chú để rồi coi như họ làm những cái chuyện ác. Mà tại sao chúng ta không cảnh giác? Câu chuyện của Ngài Quân Vì Sa biết được cái vấn đề tái sanh để làm gì, biết được ông bà cha mẹ của chúng ta đi cảnh giới khác để làm cái gì. Trong khi ví dụ như Ngài Mục Kiền Liên ha, Ngài xuống địa ngục hỏi những cái chúng sanh này dưới bốn cảnh khổ đó tại sao khổ vậy, thì họ nói rằng đã tạo những ác nghiệp cho nên phải đọa vào những cảnh khổ này. Rồi Ngài Mục Kiền Liên trở lên trần thế này bảo bà con đừng đã tạo ác nghiệp mà phải đi vào khổ cảnh như Ngài đã từng thấy. Rồi Ngài lên thiên giới tạo những cái thiện pháp nào mà được sung sướng trên cảnh trời thế này, thì các vị chư thiên mới nói đã làm phước, đã bố thí, đã trì giới vân vân. Và Ngài cũng đem những câu chuyện đó báo cho chúng ta ở trong cái cảnh người này, những thiên nam tiến nữ
À, khi mà nghe Ngài Mục Kiền Liên nói như vậy thì họ hoan hỷ tạo thiện pháp nhiều. Và khi tạo thiện pháp nhiều, hướng về Đức Phật, giáo pháp của Chư Tăng, thì Phật giáo của chúng ta rất là sung mãn, rất là thịnh hành. Và như vậy thì các cái giáo phái bạn, các cái giáo phái lõa thể hoặc là các cái giáo pháp mà, của ông Sanh Thầy Giá v.v. thì bị thối giảm, và họ đã có một cái sự phân biệt. Tại sao mà bên Đạo Phật nó thịnh hành, còn bên chúng ta bị suy giảm? Và họ nghĩ rằng Ngài Mục Kiền Liên là một động cơ để rồi tìm cách tiêu diệt Ngài, sát hại Ngài. Thì với những câu chuyện đó thì chúng ta có thể nghĩ trong cái hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, những trường hợp đã xảy ra như thế nào, để có một cái sự so sánh và chúng ta thức tỉnh tốt hơn. Chứ không phải chúng ta tin theo Ngài Quân Duy Xá giỏi quá, gõ sọ người biết cái này biết cái kia. Mà bây giờ đâu cần phải gõ sọ người làm gì, mà tại sao chúng ta bị lừa gạt, chúng ta bị thôi miên, chúng ta bị rùa nãi, chúng ta bị này bị kia. Đó là cái điều thiết thực mà chúng ta cần phải lan tỏ. Rồi, thời gian sinh hoạt chấm dứt. Và cái điều quan trọng để nhắc lại cho quý vị biết, những lời dạy của Đức Phật đối với cái đối tượng đó, đối với cái nhân vật đó, nó thích nghi bởi vì cái cơ duyên, tức là cái người đó có duyên với Đức Phật tế độ. Và Đức Phật tế độ không bắt người ta thực hành mà chỉ nghe mà giác ngộ. Bởi vì cái lối trình bày của Đức Phật là lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Còn bây giờ thì chúng ta văn hòa bóng bẫy, cho nên đọc những cái bài kinh của Đức Phật chúng ta chẳng hiểu gì hết. Mà thời kỳ Đức Phật, Ngài chỉ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, và đi thẳng vào cái trọng tâm là người đó nghe để mà giác ngộ. Còn bây giờ những lời Đức Phật dạy thì bây giờ chúng ta lấy đó là một cái tấm gương để chúng ta nghe, để cải chánh tri kiến. Khi chúng ta cải chánh tri kiến, tức là chúng ta đã thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Chỉ cần quý vị nghe và có một sự so sánh, để rồi chúng ta lấy cái câu Phật ngôn đó áp dụng trong thực tế này, chứ không phải là áp dụng trong thời kỳ của Đức Phật. Mà trong thời kỳ của Đức Phật thì cái cá nhân đó có duyên với Đức Phật. Còn đây câu Phật ngôn này, chúng ta lấy đó làm tấm gương, để rồi trong thực tế này có những cái gì để chúng ta so sánh, để chúng ta học hỏi, và chúng ta có thể bỏ giữ để theo làm những cái việc thiện, việc tốt, hoặc là cải chánh di kiến từ cái vấn đề si mê lầm lạc, chúng ta có thể sáng suốt hơn. Đó là điều quan trọng. Rồi, xin phép quý vị, thời gian đã chấm dứt. Với phước lành, chúng ta học hỏi những lời Phật dạy để áp dụng cho cuộc sống của chúng ta được an vui, tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để được thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh.